Nhà đất xin kính chào quý anh chị ạ. Hôm nay em review đăng tải lên một mảnh đất và căn nhà ở ngay trung tâm thị trấn huyện Chư Sê. Ở ngay trung tâm nhân quý anh chị nha, đây là con đường đôi, con đường Phan Đình Phùng của huyện Chư Sê. Theo hướng này chúng ta về tới khu hành chính mới thì bán kính trong vòng khoảng 800m nha quý anh chị, là theo hướng này. Chúng ta về tới khu hành chính mới. Ở đây thì là trung tâm thị trấn Chư Sê. Quý anh chị đã thấy biết được con đường Phan Đình Phùng rồi. Và theo hướng đây thì chúng ta ra tới quốc lộ 14A thì bán kính trong vòng khoảng 400m đổ lại. 400m là chúng ta ra tới quốc lộ 14A. Và bệnh viện, công viên, khu hành chính, ngân hàng, siêu thị loanh quanh lô đất chúng ta chỉ cỡ 500-700m đổ lại thôi ạ. Chỗ nào xa nhất là 1 cây số thôi ạ. Một lô đất đầy tiềm năng cho quý anh chị chúng ta về đây định cư sinh sống, hoặc chúng ta mua có thể sinh lời. Và đây ạ, đây là căn nhà Phan Đình Phùng, số 14 Phan Đình Phùng. Đó, số nhà 14 ạ. Một căn nhà Thái có đầy đủ công năng sử dụng. Tí nhà đất sẽ vào trực tiếp quay căn nhà cho quý anh chị xem chi tiết hơn ạ. Và đây, căn nhà đây. Trước nhà thì gia chủ làm một cái mái cổng hai trụ đá rất chi là chắc chắn và đẹp. Toàn bộ làm hệ thống cửa bằng chống trộm, xong bờ rào bằng xong sát hết. Đằng trước thì gia chủ làm một cái vòm. Để nhà đất nhắc lại là theo mặt đường Phan Đình Phùng, đây là lô đất chúng ta là 9m rưỡi, đằng sau lở hậu là 10m2. À, tức là đất của chúng ta lở hậu được 40 phân. 450 phân gì ạ? Và tất cả diện tích này phun thổ cư ạ. Đằng trước mặt Phan Đình Phùng là 9m rưỡi nha quý anh chị. Đây ạ, Phan Đình Phùng số nhà 14. Và chưa bước vào căn nhà thì trước đây là một cái sân mái vòm. Ở khu vực này chúng ta có thể kinh doanh bất cứ mặt hàng gì cũng được. Hoặc chúng ta ở đây chúng ta có thể để xe hơi, hoặc là ở đây mình mở quán cà phê, quán ăn, quán nhậu, đều phù hợp hết nhé quý anh chị nhé. Và đây ạ, căn nhà mái Thái còn mới tinh luôn, tất cả toàn bộ phun cửa gỗ bằng trăm xe hết. Đây ạ, đất gia chủ xây là vẫn để chừa lại một cái đường luồng đây. Đó, nhà có đầy đủ máy lạnh hết đây ạ, quý anh chị thấy đấy ạ. Chiều sâu đã trừ lộ giới là 21m nhé quý anh chị nhé. 21m ở đây, khu vực này thì nhà nào cũng giống nhau hết. Và ngay ở bên hông, ở bước bên tay phải căn nhà đây thì có một cái đường luồng. Đó, gọi là một cái hiên để đi vào khu nhà bếp và khu nhà tắm. Và đây, cửa đây quý anh chị thấy đấy ạ, toàn bộ cửa hộp gỗ. Đằng trước thì đổ mái hiên đây ạ. Gạch thì toàn là loại gạch 60, gạch cao cấp, gạch đá hoa. Đây ạ, trước màn hình đây là một cái phòng khách. Quý anh chị thấy ạ, toàn bộ được đóng là phông bằng gỗ hết đấy ạ. Và đây ạ, đây là căn nhà. Đây là cái phòng khách, được khá chi là rộng. Đấy quý anh chị, phòng này khoảng rộng khoảng 40-50m2 luôn ạ. Và gồm có 3 phòng ngủ. Tất cả phòng nào cũng sàn bằng gỗ hết đây quý anh chị thấy ạ. Toàn bộ sàn gỗ châm xe. Và phòng nào cũng có cửa sổ hết, đóng là phông hết. Điều đặc biệt, lô đất căn nhà của chúng ta gia chủ đã lắp điều hòa. Đây ạ, quý anh chị thấy điều hòa đầy đủ đây ạ. 3 phòng rộng rãi thoải mái nhé. Một lô đất đẹp, mặt bằng đẹp. Ở khu vực này, khu vực sầm uất nhất của huyện Chư Sê. Với mặt bằng này quý anh chị về đây kinh doanh thì như bất cứ cái gì cũng được ạ. Chúng ta có thể mở văn phòng ở đây cũng được. Phun cửa gỗ hết ạ, phòng làm cũng cửa gỗ. Và phòng cuối cùng, phòng ngủ của gia chủ thì gia chủ có làm một cái phòng. Đây, gia chủ tuổi già cho nên là có làm một hệ thống phòng vệ sinh khép kín, nhà tắm, nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ đây ạ. Và phòng này thì cũng có điều hòa đầy đủ. Đó, trời hơi tối nhé quý anh chị nhé, trời đang sầm mưa. Nhà đất đang quay vào lúc khoảng có tầm 5 giờ chiều. Và đây, hiện tại thì trước gia chủ có kinh doanh mua bán ở đây, đâm ra làm hệ thống bếp ở đây. Đấy, bếp và khu vực vệ sinh là cho trước mở quán ăn, đâm ra họ mới làm này. Còn nếu mà chúng ta về đây ở thì chúng ta có thể đặt cái bếp này sang hướng bên đây. Và ngay bên cạnh đây thì là một khu vệ sinh.
toilet, nhà tắm riêng biệt, tất cả đã được ốp lát gạch cao cấp hết ạ. Cách đây khoảng 1 tháng, gia chủ có nhờ nhà đất đăng tải đưa ra một cái giá là 3.600.000.000. Nhưng tới thời điểm này thì gia chủ cần bán, nhờ nhà đất đăng tải lên. Bây giờ gia chủ đưa ra một cái giá đúng 3.450.000.000 nha quý anh chị. Tức là rẻ hơn 150.000.000 cách đây 1 tháng ạ. Và không lâu xa mới đây cũng có khách hỏi nhà đất giả 3.4 tỷ. Thì khu vực đó, ở thời điểm đó thì gia chủ không bán. Thì đó, có anh chị nào có nhu cầu thì bây giờ gia chủ đưa ra một cái giá là 3.450.000.000 bao sang tên. Một cái giá rất chi là rẻ, bởi vì đất của chúng ta đã 10 mét mặt đường này. Thì ở khu vực này thì bây giờ quý anh chị cứ hỏi về đây tham khảo. Đất ở tại trung tâm con đường Phan Đình Phùng này đó, thì bây giờ nó đang giao dịch ở cái giá là 280-300.000.000 một mét nha quý anh chị. Đây là ngay trung tâm, còn xa xa kia thì khoảng 230-240 một mét. Đấy. Thì với cái giá đây thì gia chủ đưa ra thì thật sự ra giống như là cái nhà này gia chủ không tính tiền 300-mấy chục triệu một mét ở đây rồi. Thì căn nhà này nếu ở thời điểm này chúng ta xây thì phải hết cỡ tầm hơn 1 tỷ chúng ta mới làm được căn nhà này nhá quý anh chị nhá. Phải hơn 1 tỷ. Căn nhà xây cũng hiện đại, thoáng mát, chúng ta có thể về chỉ việc ở thôi. Rồi, nhà đất xin tạm dừng video ở đây. Quý anh chị là quan tâm tới lô đất đây thì liên hệ ngay với số điện thoại là 0975 582 442 và kết nối Zalo để nhà đất chia sẻ bìa đỏ và gặp trực tiếp chủ để thương lượng giá. Vẫn còn thương lượng nhẹ, giá lọc nhẹ nhé quý anh chị nhé. Bây giờ trời do chuẩn bị mưa, nhà đất không có quay live cam được. Quý anh chị nào có nhu cầu thì sẽ về đây, nhà đất sẽ trực tiếp đưa cho quý anh chị đi xem căn nhà. Xin tạm dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.